Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài 11 đó chính là nhân hai số nguyên là cùng dấu đúng không nào? Thì các em đã biết rằng là gì? Khi nhân hai số nguyên âm á, thì ra được là số gì? Dương. Mà âm nhân dương thì ra âm, mà âm nhân âm thì ra dương. Nhớ trong thầy như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 84, điền các dấu cộng trừ thích hợp vào ô trống. Ta có nè. Dấu của A với dấu của B, nghĩa là chúng ta làm hàng ngang nha em nha, làm hàng ngang này, cộng nhân cộng thì cái tích của chúng ta phải điền cho đây là phải là gì, dấu gì, dấu cộng này, dấu của A nhân B mũ 2, các em nhớ đến thầy này. Chúng ta lưu ý này, thầy sẽ làm trực tiếp ở trong bảng, các em phải kể bảng vào trong vở nha. Các em luôn luôn nhớ là nhớ này, cái B mũ 2 này là luôn luôn dương nha. Luôn luôn dương nha em nha. Nghĩa là số âm hay số dương gì mà được gọi là cái này là mũ 2, nghĩa là bình phương đó em, thì luôn luôn là ra số dương nha em nha. Ra số dương. Như vậy thì A mà nhân cho đây là dương này. Như vậy ở đây chúng ta căn cứ ở A thôi. A mà B mũ 2 này là dương, như vậy dương nhân dương thì ở đây cũng ra dương này. Được chưa? Tiếp tục. A nhân B dương nhân âm thì ra âm này. Còn A chúng ta là đây, còn B mũ 2 chúng ta là âm, nhưng mà âm thì B mũ 2 cũng là dương, như vậy ở đây vẫn là dương này. Các em hiểu chưa? Tiếp, âm nhân cho dương thì ra âm. A chúng ta là âm mà B mũ 2 chúng ta vẫn là dương, như vậy âm nhân dương thì vẫn ra âm. Đó. Âm nhân âm thì ra dương này, âm nhân âm thì ra dương, nhưng mà B mũ 2 người ta thì nó biến đổi cái dương âm này thành cái dương, nghĩa là âm nhân dương thì ra đây là âm này. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta điền cho chính xác nha các em nhé. Khi mà chúng ta đã điền được những cái dấu như này thì nghĩa là chúng ta đã nắm được quá nhuần nhuyễn cái phép nhân này rồi. Hảo nào, chúng ta đi sang bài 85 nhé. Rồi chúng ta có bài 85. Tính câu A quá dễ các em ha. Âm 25 nhân cho 8. Tại vì đây là số âm nhân số dương thì bằng đặt dấu trừ trước, mở ngoặc ra, giá trị đối của âm 25. Đúng nào? Nhân cho gì, giá trị đối của 8 bằng là gì nào? Âm giá trị đối của 25, âm 25 là bằng 25 nhân cho 8. Thì đây kết quả là bằng gì? 8540. 0 nhân 4, 16, 4 nữa là 200, âm 200 nha. Câu B, 18 nhân cho âm 15. Các em có thể kiểm tra bằng cách sử dụng máy tính cũng được nha em nha. Kiểm tra thôi chứ không, trong quá trình làm tự luận thì chúng ta phải làm như thầy đây. Đều trừ trước, đơn ra để giá trị đối ha. Nhân đây giá trị đối của âm 15. Âm này, 18 nhân cho 15. Chúng ta lấy 18 nhân cho 15 thì bằng là 270 rồi em. Rồi. Ta có câu C. Âm 1500 nhân cho âm 100 thì sẽ bằng là giá trị đối của âm 1500 nhân cho giá trị đối của âm 100 thì sẽ bằng là 1500 nhân cho 100. Thêm hai số 0 vô ha các em ạ. Thêm hai số 0 này, đó. Ok. Câu D. Âm 13 mũ 2. Âm 13 mũ 2 nghĩa là bằng là âm 13 nhân cho âm 13 đấy các em. Nhá. Thì sẽ bằng là giá trị đối của âm 13 nhân giá trị đối của âm 13 thì sẽ bằng 13 nhân cho 13 thì sẽ bằng là 169 à. Rồi. Đó chính là bài 85 các em. Chúng ta đi sang bài 86 nha. Rồi chúng ta có bài 86. 86 thì chắc điền vào trong bảng luôn em nha. Âm 15 nhân 6. Đây, tích đây chính là A nhân B nè em. Như vậy thì chúng ta có là âm 15 nhân 6 thì chắc chắn ra đây kết quả âm này. Chúng ta lấy 15 nhân 6 thì sẽ bằng 6530 với 0 nhân 3, nghĩa là đây là 90 này. Đúng không nào?
AB của chúng ta là bằng 39, âm 39 mà DA của chúng ta là bằng 13. Như vậy chắc chắn chúng ta lấy 3, âm 39 này chia nha. Nghĩa là AB này chúng ta sẽ chia cho A thì sẽ bằng B. Như vậy chúng ta lấy âm 39 chia cho 13 thì kết quả đây là bằng âm. Mặc dù chúng ta chưa học phép chia nhưng mà chúng ta phải biết trước là như vậy nhá. Âm 3 này, 28 chia 7 là 4, chứng tỏ đây là 4 này. Nhưng mà đây là số dương, như vậy đây là, như vậy nó phải cùng dấu, đây phải là âm 4 này, được chưa? 9 nhân bao nhiêu bằng âm 36, chắc chắn là mình nhân cho âm âm 4 này. 8 chia âm 8 thì bằng âm âm 1. Đó. Chúng ta làm hết sức nhanh như vậy nha các em nhé. Đó chính là bài 86. Chúng ta đi sang bài 87 nhé. Rồi chúng ta có bài 87. Chúng ta biết rằng là 3 mũ 2 thì bằng 9. Còn có số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9? Như vậy thì chúng ta cũng có là có cái số nguyên đó chính là âm 3 mũ 2 nha các em nha. Âm 3 mũ 2 này thì bằng âm 3 nhân cho âm 3. Thì khi đó chúng ta có giá trị đốt của âm 3 nhân giá trị đốt của âm 3 sẽ bằng 3 nhân 3 thì cũng bằng bằng 9. Đó. Như vậy chúng ta trả lời vô. Vậy còn có số nguyên âm 3 mà bình phương của nó cũng bằng 9, được chưa? Đó, bài 87 em. Chúng ta đi sang bài 88 nha. Bài 88 cho x thuộc z, nghĩa là thuộc về số nguyên này các em. Người ta yêu cầu hãy so sánh là âm 5 nhân x với 0. Thì ở đây chúng ta nên chia cái x này làm 3 trường hợp, tại vì x này có khả năng rơi vào là số nguyên dương này, số 0 này và số nguyên âm. Nên chúng ta chia x này thành 3 cái trường hợp, các em hiểu nào? Trường hợp thứ nhất, nếu như ta cho x này là bằng 0, x này bằng 0 đi. Không nào? Thì chúng ta suy ra là âm 5 nhân với x này, nghĩa là nhân với 0 thì bằng bằng 0. Đó nào? Thì x này bằng 0. Thì bây giờ chúng ta so sánh với số 0 thì vì 0 thì bằng 0 nên là âm 5 nhân cho x này cũng sẽ bằng bằng 0. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ cho x nó là một số dương. Nó là một số dương. Đó nào? Số dương. Thì khi đó chúng ta suy ra cái âm 5 nhân với x này nó sẽ, tại vì đây là số âm mà nhân với số dương thì nó sẽ là nhỏ hơn, nhỏ hơn 0. Có đúng chưa nào? Nó nhỏ hơn 0. Nên là đây, nên chúng ta suy ra so với số 0 này, thấy không? Trường hợp thứ ba thì x này nhỏ hơn 0 thì chúng ta suy ra là âm 5 mà nhân với x, đây là số âm này nhân với số âm này, như vậy thì nó ra số dương thì chứng tỏ nó sẽ lớn hơn hơn 0. Đó. Chúng ta phải chia thành 3 trường hợp như vậy để chúng ta giải thì cái bài này nó mới gọi là chặt chẽ được, chứ chúng ta nhân vô thì cũng không biết nó là âm hay dương hay là số 0 nên ta buộc phải chia trường hợp như vậy nhá. Các em hiểu chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 89 nha. Đối với bài 89 thì người ta yêu cầu các em là sử dụng máy tính bỏ túi để tính những cái tính phép tính này. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm ba cái bài này. Đây. Nhìn này. Thầy mở lên nhá, thấy chưa? Bây giờ người ta yêu cầu dùng máy tính bỏ túi bấm là âm 1356. Đây các em này. Âm không? Đây dấu trừ này, thấy không? Âm này. Thấy chưa? Thầy bấm dấu âm chưa? 1 thì bấm số 1 đây. Đây, 1 này, 1 3 này, 5 này, 6 này. Thấy chưa? Nhân này, phép nhân, cái dấu chấm này để thể hiện phép nhân, thì phép nhân ở đây các em. Đây. Nhân này, ấn nhân. Thấy chưa? 17 1 7 bấm dấu bằng.
thầy phải ấn dấu bằng nha, ấn dấu bằng rồi. Đây. Như vậy thì nó sẽ bằng là gì? Âm 23.052. Đáng lẽ thầy chỉ ghi ra ấy, nhưng mà thầy ghi trong đây để cho em thấy luôn nha. Âm 23.052 chứ không phải là ở đây các em nói là bằng 23.052 là sai đấy. 23.000, âm 23.052 nha. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta chỉ việc ấm ở đây thôi. Thì ấn luôn nha, ấn nhanh nè. 39 nhân cho mở ngoặc ra. Cái mở, cái biết mở ngoặc chỗ nào không? Đây này. Mở ngoặc ra này, âm này. 152, 152. Đóng ngoặc lại này. Thấy đóng ngoặc lại không? Bấm bằng này. Đó chính là bằng âm 5.000. Âm 5.928. Nha, tương tự chúng ta bấm cái này nha các em nha. Rồi bấm luôn. Để lỡ thì lỡ cho trót. Ngoặc nha. Âm này 1909. 1909. Đóng ngoặc lại nhân này. Thấy chưa? Thấy nhân chưa? Mở ngoặc ra tiếp. Tại vì nhân hai số âm thì các em phải đóng mở ngoặc nha. Âm này 75 này. Đóng ngoặc lại này. Thấy không? Bấm nhiêu bằng? Bằng là 143.175. Đó. Các em đã hiểu chưa? Nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo và chia sẻ giùm thầy cái bài giảng của thầy trên mạng xã hội và cho các bạn cùng trường nha. Và trong clip tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em ở bài 12 tính chất của phép nhân. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.